rồi thì sẽ xa sau ngày mai, nên em chưa có muộn phiền để phung phí tháng ngày xuân xanh. Xin em hãy sống vì mình và hãy sống vì những người yêu em, quên đi quá khứ bằng những nụ cười để đau đớn tan vào yêu thương. Đời người đâu ai chưa từng vấp ngã, có phải đâu nào riêng em. Hãy đứng lên đi em, hãy sống cho ngày mai. Vẫn còn bao nhiêu niềm vui phía trước, hạnh phúc vẫn chờ đón em. Hãy đứng lên đi, gạt đi hết những muộn phiền sau lưng. Rồi thì em sẽ thấy nắng sớm mai xua tan màn đêm. Rồi thì em sẽ thấy cuộc đời còn bao nhiêu điều để em khát khao. Nào gạt đi nước mắt, ngước lên em hãy nhìn trời xanh. Con đường phía trước vẫn đang chờ em khám phá những ước mơ. Đừng buồn nữa nhé em từ đây. Cô, anh sao rồi bác sĩ? Cô yên tâm đi, cũng may là vết thương không đâm trúng nội tạng nên không nguy hiểm đến tính mạng, cô đừng có lo. Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Em vào thăm ảnh được chưa ạ? Bệnh nhân còn yếu lắm, chắc chưa vô thăm được đâu, một lát nữa đi. Dạ, dạ cảm ơn bác sĩ. Dì Năm hả? Con là Khánh nè. Dì gọi chị Thơm ra để gặp con nói chuyện chút nha dì. Bà chờ một chút nha. Thơm ơi. Thơm. Dạ. Điện thoại Khánh kìa. Nhanh lên đi. Dạ dạ. Nghe lâu rồi mày phải trả thêm tiền điện thoại nghe đó nha. Alo, Khánh hả chị nè? Sao cả đêm qua em không về, làm chị lo quá trời luôn á. Tối qua lúc em đang trên đường về thì bị hai tên Lâm Hùng chặn đường kiếm chuyện. Cũng may là có anh Thuấn kịp thời cứu em. Nhưng mà ảnh bị đâm, giờ đang nằm trong bệnh viện rồi. Em phải ở lại để mà em còn lo cho ảnh nữa, chắc không về được. Trời đất ơi, vậy anh Thuấn có sao không? Còn em thì sao? Có bị thương chỗ nào không? Dạ em không sao. Anh Thuấn thì đỡ hơn rồi nhưng mà anh vẫn còn yếu lắm. Em không sao thì tốt rồi. Lát nữa chị đi làm, chị sẽ nấu cháo rồi ghé bệnh viện thăm anh Thuấn luôn nha. Dạ. Mà hôm qua á, chị nghe anh Kha nói là về em lên kiếm em á. Anh có chở gì tới xí nghiệp tìm em. Nhưng mà không hiểu sao á, dì bắt ảnh chở dì ra bến xe rồi lên xe về luôn á. Chắc dì vẫn còn giận em đó. Mà thôi, lát á chị vô bệnh viện rồi mình nói chuyện tiếp nha em. Nói nhiều quá tốn tiền lắm. Dì cúp máy nha. Dạ, em chào chị. Dì cho con gửi tiền. 10.000. Dì mà mắc dữ với dì. 10.000 là tao lấy giá cũ á, là xưa rồi đó. Mai mốt nghe là lấy 15.000 nha mày. Tao đi kêu mỗi chân chứ bộ. Nè. Vậy phải được không?
Con về. Mình biết là mình bóc lột tụi nó cũng quá, nhưng mà bây giờ tiền mất giá, dễ gì mình chịu gánh mình chứ. Ủa, mình có quyền mà, mình phải bắt tụi nó trả giùm mình chứ. Mình cũng phải đua theo mấy công ty độc quyền nhà nước, tăng giá vô tội vạ chứ làm sao. Bởi vậy, có quyền là thành độc mà. Ôi trời, độc quyền riết rồi rồi không chừng độc ác với người dân cho mà coi. Sắp tới chắc mình phải chuyển đi nơi khác thôi. Chỗ này nhiều em biết quá rồi. Mấy anh gợi tao á, dạo này nó quần dữ quá. Mày rút cho em chuyện mày ơi. Mà sao tao thấy mấy con gậy của mày khờ quá trời. Lần nào tới kiếm cũng thấy mày ngồi với con này, con kia. Vậy mà cứ nhào vô. Đó chẳng qua là do tao quá phong độ và nói chuyện quá thuyết phục thôi. Thuyết phục gì? Một lũ dại trai thì có. Vì tụi nó mê cái vẻ hào nhoáng bên ngoài nên cứ bám riết lấy tao chứ. Mà nhiều khi á, tao thấy tụi nó mù quáng thiệt. Nhưng mà mày có thua kém gì tao đâu mà phân bì. Mày nói cũng đúng. Đôi lúc tao thấy tội tụi nó lắm, nhưng mà tao cưỡng lại không được mày ơi. Thành bản chất mẹ rồi. Bởi vậy những thằng như mình á thiệt là khổ mà. Nhưng biết làm sao giờ. Muốn giặt mặt thằng Thuấn được không? Nó tự nó là ai chứ? Cũng mở tù mới ra cho tụi này thôi. Anh đâu giống người xấu đâu đúng không? Anh là người tốt mà. Anh Thuấn, anh tỉnh rồi hả? Anh đang bị đau á. Em có sao không? Em sao? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như mà không có anh á, em cũng không biết phải làm sao nữa. Có gì đâu chứ. Vì cứu em mà anh bị thương như vậy, thực sự là em thấy áy náy lắm. Em đừng có nghĩ vậy. Chuyện xui rồi chứ ai muốn đâu. Mà sao anh biết em gặp chuyện mà anh tới đó cứu em vậy? Con đường đó tối lắm mà. Chiều qua anh tình cờ thấy Hùng và Lâm to nhỏ với nhau. Anh thấy lo rồi. Anh định tối sẽ đưa em về, nhưng mắc kiểm hàng đột xuất nên ra trễ hơn em. Em đã cho má biết chuyện của anh chưa? Dạ chưa. Tại vì em sợ bác lo nên em không có nói. Đừng cho má anh biết nghe. Má anh bị bệnh tim, để bà lo lắng thì không tốt cho sức khỏe. Ủa chị Thơm. Anh Thuấn, anh tỉnh rồi hả? Chị tới rồi hả? Em có nấu cháo cho anh ăn nè. Anh ăn đi cho nó nóng. Cảm ơn em nhiều nha. Có gì đâu anh. Anh giúp tụi em hoài mà. Cũng may á là anh cứu con Khánh kịp lúc. Nếu không thì em cảm ơn anh nhiều nha. Anh dặn cháu nha.
từ từ nha anh. Có chuyện nóng á. Nóng quá. Anh ăn cháo đi nè. Từ giờ á em phải ở lại đây chăm sóc cho ân nhân thật chu đáo quá nha. Khi nào á mà ảnh ra viện thì em mới được về nhà đó. Anh thôi anh Thuấn nằm nghỉ đi nha. Tới giờ em phải đi làm rồi. Khi nào mà rảnh á em sẽ vào thăm anh. Anh chào em, cảm ơn em nha. Chị nhớ xin phép tổ trưởng cho em nghỉ sáng nay nha. Em phải ở lại đây lo cho anh Thuấn nha. Chị biết rồi. Em cứ lo cho anh Thuấn đi. Làm cho tốt quá. Chị đi nha. Anh ăn đi. Anh không ăn nữa. Vậy em để đây ha. Em đi pha sữa nha. Nước rồi. Thôi đem ra ngoài lấy nước sôi pha sữa cho anh nha. Anh nằm nghỉ đi. Cậu Thuấn. Anh. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được cậu rồi. Anh, sao anh tìm được tới đây? Anh ngồi đi. Thì tôi tới thăm cậu chứ sao nữa. Nè, cậu có sao không? Vết thương ra sao rồi? Có đau nhiều không? Dạ, em đỡ nhiều rồi. Chắc vài ngày nữa là ra viện thôi. Sáng nay công an bắt được Hùng và Lâm rồi. Tội cố ý gây thương tích cho người khác cũng không nhẹ đâu. Mà không hiểu sao tụi nó lại dám làm chuyện này. Chính cậu là người xin cho tụi nó vô làm kia mà. Tụi nó không biết ơn mà còn muốn giết cậu là sao? Thôi, bỏ đi anh. Dù sao em cũng không sao rồi. Dạ, chào giám đốc ạ. Đây là Khanh, làm ở bộ phận đóng gói đó anh. Anh uống nước đi. Nè anh. Hôm đó Khánh đi làm hả? Khánh xin nghỉ buổi sáng ở lại bệnh viện lo cho anh Thuấn á. Thì cũng tại vì cứu con Khánh cho nên anh mới bị thương vậy á. Thơm, tình hình của chú Thuấn sao rồi? Có bị nặng lắm không? Hồi nãy á, em có ghé qua thăm ảnh. Anh mới chưa tỉnh lại, nhưng mà vết thương khá sâu cho nên còn yếu lắm. Không ngờ ông Hùng với ông Lâm coi vậy mà ghê thiệt á. Cũng may á, có chú Thuấn tới kịp. Chứ không hả, con Khánh tiêu rồi. Chiều Thơm có ghé bệnh viện thăm ảnh á, thì chuyện giúp tụi này ít đòi nha. Thường ngày ảnh quan tâm giúp đỡ mọi người rất là nhiều. Tụi tôi á cũng muốn vô thăm ảnh lắm, nhưng nhiều người quá cũng không có tiện. Gửi giùm tụi tôi ít trái cây nha. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Cái gì em sẽ chuyển lại giúp.
Đi lẹ coi làm gì chậm như rùa vậy. Ba này, không đi nữa. Gì vậy? Hối 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 hoài sao đi. Cái gì quay từ từ. Người ta muốn xuất, xuất khoát phải từ từ xuất khoát. Đi lẹ quá xuất khoát sao hơn. Trời ơi, tôi đã nói là chuyện đang gấp. Đi mà chậm một cái nó trốn mất rồi sao? Chứ bà làm như thằng đó trốn trời không bằng, hối gì vậy? Thôi bà hối quá bà đi một mình rồi, một mình bà đi. Trời ơi, tôi nói không nghe nè. Bây giờ làm xong cái vụ này, không những mình có tiền chuộc lại cái nhà, mà có vốn làm ăn luôn. Trời ơi, nghĩ tới tiền mắt hồi hộp chết luôn. Chạy lại mày. Đi nhanh. Ôi dạ, dạ. Gì mày? Ủa, thằng Minh hả? Nó thằng Minh chứ ai. Gì? Hả? Vậy có thấy thằng Minh con bà Ngọc chạy qua đây không? Thằng Minh. Thằng Minh nó chạy đến không đâu thấy, không thấy, không thấy, ừ? Không thấy. Mà kiếm nó chi vậy? Có vụ gì không? Nhưng mà có gì không ấy chú? Nó đánh bạc thu tiền tụi tôi, bây giờ nó bỏ trốn. Hỏi ông bà coi có tức không chứ? Trời ơi, tức xong tức. Ba thằng đánh bài thiếu tiền cờ bạc mà không chịu trả. Ông cũng vậy còn nói. Ê, giờ sao bay? Vậy kêu má nó trả đi. Má nó giờ còn cái xác á, cả căn nhà của thằng Minh cũng bán nốt cho tụi mình rồi. Giờ còn cái quái gì nữa. Vậy sao không lẽ tụi mình bỏ qua cho nó hả? Giờ mình về canh trước nhà nó. Chừng nào nó về á, kêu nó coi trong nhà còn cái gì bán được á, bán hết đưa cho tụi mình. Được không? Ừ. Ừ. Rồi, thôi về. Đi. Đi đi đi. Rồi, rồi. Không ấy mày bay về nhà. Ủa, tao okay. Đi tao vụ nó qua rồi tụi bay bắt nó. Đâu ở không? Má công nhận chạy lẹ thiệt luôn á. Tức thiệt chứ mày. Giờ sao? Ừ. Cảm ơn chú Thiếm nhiều nha. Đi hết rồi phải không? Đi cảm hết ơn, rồi. Cảm ơn. Minh. Hả? Gì chú? Mày đừng có về nhà nha. Sao vậy? Về nhà bị bắt á, nó canh mày ở nhà. Nãy giờ con nghe hết rồi, cảm ơn nhiều nha chú. Kệ nó đi. Cho nó về nhà, nó bị bắt rồi má nó mới biết nó cầm nhà cho tụi cờ bạc rồi. Mấy cái thằng này nó hư ghê, thiệt tình. Trời đất ơi, đánh bài tới đổ bán nhà luôn. Tao bán nhà là tao lấy tiền uống rượu sướng hơn không? Để đánh bài chi cho hết tiền. Hay quá. Trời ơi, để cho giang hồ bắt nó đi. Rồi cái bà mới biết là nó cầm cái nhà cho giang hồ rồi. Bà vui lên, bà chết ngắt. Bà nói ngựa không à. Biết cầm nhà rồi bà buồn chứ sao bà vui. Bà này. Bà vui bà đứt cơn máu bà chết cái bụp. Thôi đi lẹ đi bà. Ờ quên quên đi đi đi. Bà ghé kiếm tôi xì rượu tôi quất vô tôi đi không nổi. Thôi đi nhanh đi còn rượu. Không có rượu đi không nổi thiệt mà. Hàng bữa nay lỗi hơn mấy bữa trước nhiều đó chị. Vậy hả? Dạ. Em đã để riêng ra hàng nào bị lỗi để cho mình dễ kiểm tra. Với lại là hôm nay mình làm lỗi hôm qua 10 gói. À, chị sẽ báo cáo việc này lên giám đốc. Dạ. Em cứ làm tiếp dạ. đi nha. Dạ. Vào đi. Dạ, chào giám đốc. Mời chị ngồi. Có chuyện gì không chị? Dạ, tôi muốn báo cáo tình hình với xưởng. Tháng này sản phẩm ở dưới bị lỗi nhiều hơn tháng trước. Vậy à? Dạ, riêng sản phẩm lỗi ngày hôm nay hơn ngày hôm qua 10 gói. Tính tổng cộng cả tháng thì có tới hơn 300 sản phẩm bị lỗi. Tôi sẽ trực tiếp xem xét việc này. Cuối tháng tôi sẽ biểu dương chị trước toàn thể công ty. Dạ, người phát hiện ra việc này là cô Khánh chứ không phải là tôi đâu ạ. Là cô Khánh hả? Dạ, cô Khánh này là do chú Tuấn tuyển vào. Cổ vô tuy là làm việc chưa lâu nhưng mà cổ chăm chỉ lắm. Cổ đã giúp tôi rất nhiều trong công việc, nâng cao chất lượng sản phẩm của tổ đó giám đốc. Ừ. Vậy phiền chị gọi cổ lên cho tôi gặp một chút. Tôi muốn biểu dương những ai làm tốt công việc. Dạ, xin phép giám đốc ạ.
Vào đi. Dạ, giám đốc gọi con có chuyện gì ạ? Con ngồi đi. Dạ. Dạ, giám đốc gọi con lên đây có chuyện gì không ạ? Con làm gì mà căng thẳng quá vậy? Dạ, tại từ khi con ở dưới quê lên cũng đã làm nhiều chỗ lắm rồi, nhưng mà mỗi lần cấp trên kêu lên gặp là thế nào con cũng bị đuổi việc. Con làm việc tốt thì ai lại đuổi con chứ? Dạ, khó khăn lắm con mới xin được việc làm, con cũng cố gắng lắm chứ, nhưng mà vẫn bị họ đuổi, tại họ có hàng ngàn lý do. Vậy con có sợ chú đuổi con không? Sao con lại nghĩ vậy? Dạ, tại vì giám đốc khác với ông Hoàng mà. Với lại mấy chị làm ở đây lâu cũng nói là giám đốc tốt lắm. À, Khánh nè, chú có hơi thắc mắc một chút. Con là con gái mà sao ba má con lại đặt cho con cái tên mạnh mẽ như vậy? Theo chú thì cái tên đó chỉ đặt cho con trai thôi. Dạ, con không có ba má. Cái tên đó là dì con đặt cho con á. Chắc là dì con muốn con mạnh mẽ cho nên mới đặt con cái tên đó đúng không? Dạ không phải. Tại vì con hận ba con đã bỏ rơi má con nên mới đặt vậy á. Để nhắc cho con nhớ ba con là kẻ phụ bạc. Tên con cũng là tên của ba con. Thì ra là vậy. Thôi chết, nãy giờ con toàn nói chuyện gì đâu không à. Giám đốc đừng nghe làm gì, phức tạp lắm à. Vậy nếu như không có chuyện gì thì con xin phép con xuống xưởng làm tiếp à. Khánh nè. Dạ. Nếu có một ngày ba con tìm gặp con thì con tính sao? Con đã quên mất là con có người cha đó rồi. Đi làm mày. Lại lên mày. Từ từ thôi, làm gì ghê vậy? Có ai nhà không? Có chuyện gì vậy? Chà chà, cái nhà nhìn cũng hơi cũ nhưng mà không sao, mai mốt cần thì sửa lại một chút cũng được. Mấy cậu nói cái gì tôi không hiểu. Tôi báo cho bà biết, căn nhà này á bây giờ thuộc quyền sở hữu của tụi tôi. Thằng Minh con trai bà đã bán cho tụi này rồi. Bán? Mà bán cái gì? Bán cái gì hả? Bà hỏi thằng con bà kìa. Còn tụi tôi tới đây để báo cho bà biết, trong vòng một tuần nữa bà với thằng con bà phải dọn đi. Vậy mày. Khoan, nó nói bán nhà là sao hả Minh? Dạ má cũng nghe tụi nó nói rồi đó. Nhà này con bán cho người ta rồi, một tuần nữa mình phải dọn ra ngoài. Dọn đi đâu? Ta không còn tiền còn bạc, biết dọn đi đâu bây giờ? Thì làm sao con biết được, chuyện đó thì má tự tính đi. Mày má. Má sao vậy? Má. 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 Má ơi. Má. Dạ. Đây. Em ngồi đi. Dạ anh chị dùng gì ạ? Em chọn đi. Sữa chua đá. Dạ. Rồi, một cà phê sữa nóng luôn.
Nụ, sao em cứ nhìn ra ngoài hoài vậy? Ở đây đẹp. Nhưng mà anh chị Dung. Cảm ơn. Ở đây đẹp và sang thiệt anh ha. Nếu em muốn, mỗi ngày anh sẽ đưa em đến một nơi khác nhau để em thưởng thức. Anh nói thiệt không? Em thích đến những chỗ như vậy lắm. Được rồi, em uống đi. Lát nữa anh sẽ dẫn em đến vài nơi khác cho em biết. Em sẽ rất thích thú. Như vậy thì mới là cuộc sống đích thực chứ đúng không? Đó là những chỗ dành cho những người như anh. Chứ nghèo như em làm sao dám mơ. Em à, nếu như em muốn thì mọi thứ đều có thể. Nè. Em hả? Ý. Dễ thương không anh? Ừ, đẹp lắm. Cái này thì sao? Ừ, mặc ban đêm thì đẹp lắm. Cái này nha. Trời ơi, cái nào cũng đẹp hết à. Cái này thì sao anh? Em chú lấy. Em thử luôn nha. Trời ơi, mà thử đổi là sao? Dễ thương quá à. Dễ thương anh ha. Đợi em chút nha. Ôi trời, trời, trời ơi, em đẹp giống như một cánh đồng hoa vậy. Ô, nhìn em mà anh bâng khuâng chiều tím. Tiếp tục đi em. Nữa nha. Tiếp tục đi. Em như một đêm huyền diệu để đưa anh vào cảnh hư vô. Đẹp hả? Tiếp tục đi em. Thử tiếp nha. Qua đồng cỏ nội. Nhìn em á, là anh nhớ đến món rau muống mà anh thường ăn, anh thích lắm. Em có đẹp không? Quá đẹp luôn. Vậy em mua hết nha. Ừ, cứ mua hết đi, mua thêm nữa cũng được. Anh dễ thương quá à. Cứ tự nhiên em. Kinh phí hơi bị hao. Đi anh. Nữa không? Dạ. Hả? Gì nữa em? Anh, em thích cái đó. Thôi, mang nó canh đem về chật nhà. Không phải, bộ tóc giả. À, mái tóc hả? Anh đổi thử nha. Em đổi. Sao, đẹp không, đẹp không? Quyến rũ luôn. Thích phải không? Thích. Rồi ra ngoài tính tiền luôn. Sao vậy em? À,
mà. À, anh biết rồi. Đi ra ngoài mua luôn. Đi em. Dễ thương á. Đôi này được không? Thử đi em. Nè, đôi giày nhựa này em mang đẹp lắm nè. Đẹp hơn giày thủy tinh ở trong phim Hàn Quốc nữa đó. Hả? Cái này giày da mà anh. Ủa vậy hả? Vậy mà anh không biết chứ. Được không? Đi ra ngoài tính tiền. Ừ? Anh, ở đây nhiều thứ đẹp lắm á. Đẹp quá anh ha. Ừ. Chọn đi em. Cái này. Cái này phải không chị? To quá. To. Chị đeo vô to đẹp quá. Lắm á. To quá. Nè, cái vòng này đẹp nè. Cái này đi. Đó. Dạ. Cái này là mẫu mới đó chị. Đẹp không anh? Về nhà đeo em, về nhà nha. Không sao, không sao. Ừ. Ừ, tuyệt vời. Đẹp không em? Dạ đẹp. Sáng không? Dạ sáng lắm chị. Sáng không? Dạ sáng. Vậy em ra ngoài tính tiền luôn. Dạ. À, 50 ngàn. Trời đất ơi. Gì trời đất ơi? Bên xe lại đây đâu có nhiều đâu, tính 50 dữ vậy. Ê đừng thấy tụi này quê rồi chặt chém nha. 20. Cái gì mà chặt chém chứ, giá xăng bây giờ là 20 mấy ngàn một lít rồi. Lên lên chứ, 20 thôi. 20 sao đủ bà. Mày tính lại đi. Mày tính gì hai xe mà mày lấy tới 50 dữ vậy mày? Bây giờ 50 cũng trả không? Thôi trả tao đi bà. Làm hồ mất công mệt mỏi lắm. Tiền này kiếm lại mấy hồi. Đưa lẹ đi, nhỉnh gì. Coi như bữa nay mày hên đó nha mày. Nè. Xin ra coi. Thì ghét. Ê, trả tiền rồi mày kênh gì mày? Hả mày? Thôi, ông ngon nãy không quánh nó đi. Trời, nó đi rồi mới la làng. Nó đi tôi mới la chứ. Nó ở đây la mỏ máu không sao bà? Có chắc là ở đây không bà? Chắc mà, tôi tới đây lần rồi tôi biết. Ừ, vậy thì vô mau lên đi. Thôi bây giờ ông ngồi ở ngoài này, ông coi chừng đồ cho tôi, để tôi vô. Nè. Ừ. Giữ cho tôi đi. Mà nè, bà đừng có để cho con Khánh nó phát hiện ra nghe, là hư bột hư đường hết đó. Biết rồi mà nói hoài. Nè bà nhớ bà vô lẹ lẹ bà ra nghe, chứ tôi ở đây lâu hồi tôi đói bụng lắm đó. Đòi cơm hay đòi thịt chó? Ừ, tại bà không biết chứ, thịt chó khô hộp vịt ngon lắm đó. Xạo sự không à. Lấy kia ngồi chờ tôi. Ừ. Ừ. Ê, vô gặp giám đốc chút được không? Có gì không? Mắc mơ gì tôi nói với cậu. Không nói thì ở ngoài, có gì đâu mà lạ. Ông ấy vô nói với giám đốc á, nói con bà Thúy ở dưới Tiền Giang lên, với đứa con gái nữa. Nói vậy là ông kêu vô liền á. Ờ, bà đợi chút đi. Ừ.
chờ chút nó đi kêu. Sao sao được chưa, được chưa? Bà vô lẹ đi, muốn gặp ổng không phải dễ đâu. Trời, ổng đã đồng ý rồi á thì đừng để ổng chờ, ổng có cơ hội lần thứ hai đâu. Trời ơi, bây giờ là lúc ổng phải chờ tôi, chứ tôi đã chờ cái ngày này 18 năm nay rồi, đúng không? Lần này là không muốn thoát khỏi tay tôi đâu, tránh ra. Đường nào, vô đó hả? Đi lẹ nghe bà. Biết rồi. Bà là... Lâu quá không gặp hen. Giám đốc rồi, ngon hen. Vậy còn cô Thúy đâu? Không phải cô Thúy đến tìm tôi sao? Làm sao mà tới tìm cậu được. 18 năm trước, ngay cái ngày mà cậu phụ rảy má con nó thì nó đã chết queo rồi. Hả? Tại sao cô ấy lại chết? Tại vì nó muốn sinh con cho cậu. Trời, tại sao tôi không hay biết gì hết vậy? Sao biết được, mắt trong chui trong nhũi làm sao biết. Tôi... Thôi, cái chuyện đó là chuyện cũ rồi ha, bây giờ không có nhắc nữa. Nói là nói chuyện hiện tại bây giờ nè. Sao? Ngồi nghe. Giờ cha con gặp nhau rồi đó, nhận được nó chưa? Chị nói đứa con nào? Con Khánh nó chứ ai, nó làm ở công ty này nè. Bộ không biết hả? Khánh nào? Trời ơi, trái đất xoay tròn, rốt cuộc rồi cha con cũng gặp được nhau. Chị nói Khánh là con gái tôi sao? Sao? Bộ không thấy nó giống y cha con Thúy ha? Trời ơi, đúng rồi. Vậy mà tôi không đoán ra chứ. Vậy là giờ đây tôi vẫn còn có một đứa con. Khoan mừng vội đi. Bởi vì là bây giờ á, nó căm hận cha nó hơn bất cứ ai trên đời. Em mà bây giờ giả tỷ mà vợ cậu biết cái chuyện này có sốc không ta? Bây giờ á, nếu mà muốn nhận cha con với con Khánh á, mà không muốn để cho vợ cậu biết chuyện này thì dễ thôi. 200 triệu coi như là công lao tôi nuôi dưỡng con cho cậu đi. Còn nếu mà không á thì để coi coi. Chị uy hiếp tôi sao? Uy hiếp gì đâu, 200 triệu đối với cậu là quá dễ mà, đúng không? Trời ơi, giám đốc ngon quá mà. Còn nếu mà tính những cái món nợ mà cậu thiếu gia đình tôi á, 200 triệu là quá rẻ đúng không? Tôi cho cậu một ngày để suy nghĩ. Tính sao đó là tính hen. 18 năm trước cậu đã dứt bỏ vợ con cậu một lần. 18 năm sau để tôi coi coi cậu có gì tiền mà dứt bỏ con một lần nữa không. Ông về chưa chị? Dạ chưa. Bà đói chưa? Hay để tôi dọn cơm lên cho bà ăn trước nha.
Thôi được rồi, tôi để ông về ăn chung, ăn một mình buồn lắm. Dạ. Bà chủ, bà có sao không? Chắc tại bà ở nước ngoài hơn nửa năm nay, quen khí hậu ở bển, giờ về đột ngột nên chưa quen thôi. Bà chủ. Gì chị? Bữa nay bà cho tôi về sớm hơn một chút được không? Sao vậy chị? Dạ, sẵn bữa nay con gái tôi đưa mấy đứa cháu về chơi, tôi định về sớm đi chợ để nấu cho má con nó ăn một bữa. Ừ, chị cứ đi đi. Dạ, cảm ơn bà chủ. Ừ, tôi về. Thật tình á, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà buồng trứng của chị á bị rối loạn loãng, loãng nó không phát triển được, cho nên khả năng có thai là rất hiếm. Thì muốn phụ em cho em đỡ mỏi chân thôi mà. Tôi không có cần ai phụ hết á. Tự tôi đi được, đi trước đi. Giữa anh với em á, em còn giữ khoảng cách gì nữa? Thì cô bé ơi, muốn bà. Bà gã chọn khách vậy, đưa tiền lẻ, đưa tiền cắt từ từ. Bà gã trời lon đưa cũng mấy ngàn đô, mày mình giải quyết được công chuyện gia đình được không? Hồi nãy giờ mày đứng đây, mày nghe hết cái kế hoạch gã chồng mày bóp cho mày rồi hả? Sướng quá rồi còn gì nữa con. Nhỏ này kìa nha, chuẩn bị đi học tiếng Đài Loan đi, để về tâm sự với chồng mày. Tiền đâu mà học thiệt. Ê, cái xe đi kiểu gì vậy? Xe đạp mà con đi không dẫn. Tôi phải hỏi mấy người đi đứng kiểu gì mới đúng. Dạ? Trời ơi, Dưỡng làm gì vậy Dưỡng? Tao ăn. Dưỡng ăn cơm hả? Không, tao ăn mày á.